Thưa quý vị các bạn, sau đợt bão số 3 vừa qua, nhiều nông dân ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã gần như mất trắng diện tích trồng đào, trồng quất của mình. Từ đó, đa số nông dân đã chọn trồng các loại hoa ngắn ngày để phục hồi kinh tế. Trồng đào thì trồng Tết thì cuối năm học hết rồi. Bây giờ là phải khắc phục trồng cái cây hoa ngắn ngày thì trồng cái loại hoa violet hoặc dược và cúc. Cái lý do là nó ngắn ngày. Chứ bây giờ không trồng cây gì kịp nữa rồi. Đấy, chỉ mỗi trồng ngắn ngày nó chỉ tầm khoảng độ 2 tháng đấy, là nó cho thu hoạch. Thì sau khi đào mất này, chúng tôi cũng đang chuẩn bị một cái lượng mà đào để trồng tiếp bố sang năm. Nhưng mà trước nhất là cũng phải trồng một số hoa lá chỉ có thời vụ là 3 tháng thôi. Ví dụ hoa violet chẳng hạn, hoa dược hay là những loại hoa ngắn ngày. Cúc đấy, 3 tháng chúng tôi sẽ cho thu hoạch sớm. Theo ông Hoàng Chí Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Hữu nghị Việt Nam Mông Cổ, phường Phú Thượng Tây Hồ, Hà Nội, sau ngập lụt đã bị thiệt hại khoảng 85 hectare diện tích cây trồng. Hiện hợp tác xã đã hỗ trợ thành viên của hợp tác xã khắc phục thiệt hại với số tiền 3.000 đồng trên 1 mét vuông trồng cây để có nguồn vốn chuyển đổi mô hình cây trồng mới. Khắc phục sản xuất và hợp tác xã cũng đã có là vận động các bà con xã viên là sau khi nước nó rút thì bà con tái đào lại đất. Thì bây giờ là để dọc đào lại thì nó khó. Còn cũng có những xã viên là người ta sẽ chuyển đổi sang mô hình là dòng hoa laser, hoa violet, hoa thực dược và hoa cúc để đón để cái Tết để có một tí thu nhập. Và thì cái diện tích mà vận động chuyển sang dòng giống ngắn ngày thì chắc là tầm khoảng 70%. Trong thời gian tới, Hợp tác xã Nông nghiệp phường Phú Thượng sẽ hỗ trợ người dân tiếp cận các khoản vay với lãi suất thấp từ phía Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ để nông dân trên địa bàn phường sớm ổn định về kinh tế và phục hồi lại làng đào truyền thống.